Vâng ạ. Và cái câu hỏi đầu tiên mà anh Nguyệt nhận được từ cả đó chính là của vị khán giả tên là Hữu Thọ. Anh đặt câu hỏi cho bác sĩ là vậy thì trước khi điều trị tại nhà thì người bệnh cần phải làm gì để có thể phải thông báo cho cơ quan y tế như thế nào trước khi mà điều trị tại nhà? Khi mà mình muốn được chăm sóc và theo dõi tại nhà thì mình phải có những cái điều kiện nhất định, và thứ hai là phải được đánh giá sơ bộ và thông báo với y tế của địa phương. Thì về chăm sóc tại nhà đó thì điều kiện cơ bản thì đã có trong cái hướng dẫn 5069. Tuy nhiên để dễ hiểu và dễ liên kết với những việc thực hiện thường xuyên thì tôi xin nhắc là 5K. Mình chuẩn bị gì cho thực hiện 5K? Đầu tiên là mình giữ khoảng cách cũng như là mình không tụ tập. Thì để giữ khoảng cách đó, thì trong nhà chúng ta phải có một phòng riêng dành cho cái người mắc Covid-19 tại nhà. Thứ hai nữa là nếu được thì chúng ta nên có một cái nhà vệ sinh riêng thì người đó có thể vào làm vệ sinh và không lây nhiễm cho người khác, đó điều kiện không tụ tập. Thứ hai nữa là trong cái nhà đó thì chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận những cái đồ dùng thì chúng ta nên có một cái bàn này phía trước cửa của cái phòng đó, để khi mà chẳng hạn người ta đưa thuốc men, đưa những vật dụng hoặc là đưa thức ăn thì để trên cái bàn đó, và sau đó cho cầm cái bàn đó đi vào. Đó là cái điều kiện để mà chúng ta giữ được cái không tụ tập và giữ khoảng cách. Ngoài ra thứ hai nữa, trong nhà thì chúng ta phải có những điều kiện để khử khuẩn. Ví dụ như chúng ta phải có dung dịch khử khuẩn, chúng ta có những dung dịch rửa tay hoặc xà phòng, chúng ta phải có khẩu trang để giữ trong nhà. Đó là những điều kiện. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta có thể có nếu điều kiện nữa thì chúng ta sẽ có những điều công dụng cụ để theo dõi sức khỏe. Và cơ bản chúng ta cần có một dịch kế. Thứ hai là nếu được thì có một cái đo huyết áp hoặc là cái thiết bị để đo oxy ở ngón tay, và chúng ta có thể có thêm một số thuốc men, ví dụ như thuốc hạ sốt, một số các cái viên sinh tố hoặc là các viên vi lượng, hoặc là một số những cái thuốc khác mà mình cảm thấy mình thích và quan tâm. Và cuối cùng đó là chúng ta phải có cái điện thoại liên lạc. Về khai báo y tế thì phải có cái điện thoại để liên lạc với bên ngoài để khi chúng ta có triệu chứng gì hoặc là chúng ta có những cái điều gì thắc mắc hoặc cần chuyển viện thì có thể thông báo được ngay tới những người có trách nhiệm. Và thêm một câu hỏi của khán giả Hoàng Trúc gửi cho chúng tôi đến từ nền tảng của AppNetLab. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Dũng sẽ giải đáp. Đó chính là hiện tại thì đang trong những ngày đầu mắc COVID-19 và đã chuẩn bị khá là kỹ càng cho các trường hợp cách ly tại nhà. Tuy nhiên thì xin bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho tôi các phương pháp, ví dụ như là đo thân nhiệt, đếm mạch hay là đo nhịp thở, đo lượng oxy hòa tan ở trong máu. Thì đâu sẽ là cái giới hạn cảnh báo cần được áp dụng để xử lý ngay lập tức ạ? Thì hiện nay có nhiều cái dấu hiệu cảnh báo để mình có thể lưu ý vào. Thì với nhiều tổ chức khác nhau và nhiều cảnh báo khác nhau, thì đầu tiên tôi xin nói cái cảnh báo của cái hướng dẫn chính thức nhất tại thành phố Hồ Chí Minh 5069, là cái dấu hiệu đầu tiên là dấu hiệu về đầu tiên là nhiệt độ. Nếu nhiệt độ chúng ta trên 38 độ C, đó là dấu hiệu cảnh báo. Thứ hai là về mạch, thì nếu mạch chúng ta trên 100 chúng ta cảnh báo. Nếu mà chúng ta về nhịp thở chúng ta trên 20 là chúng ta phải cảnh báo. Và nếu mà SpO2 thì nếu chúng ta dấu hiệu chúng ta là trên 90 dưới 96 chúng ta phải cảnh báo, tức là đo oxy. Và ngoài ra thì bất kỳ bệnh nhân khi mà không có tri giác bình thường, có nghĩa là ngủ lê mê, ngủ mê man phải gọi mới thức dậy, hoặc là phải bấm đau mới thức dậy, thì đó là cũng là dấu hiệu cảnh báo. Đó là những dấu hiệu mình đo là được đo được và gọi là những dấu hiệu thị giác. Thì tóm lại tôi nói là dấu hiệu sốt thì mình lưu ý là nếu sốt trên 38 độ C, nếu mạch thì trên 100 độ C là quan trọng. Nếu nhịp thở là trên 20 là quan trọng. Và nếu SpO2 mà nếu dưới 96 đó là có vấn đề. Thì chúng ta cần phải tự phải cảnh báo những dấu hiệu này. Vậy thì nếu như mà lượng oxy ở trong máu hiện tại không đủ và nhịp tim không ổn định thì bác sĩ sẽ lưu ý cái cách xử lý cũng như là cái cách cấp cứu trong cái trường hợp này như thế nào cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Trong trường hợp mà F0 tại nhà và nếu chúng ta không có được mạch, không có được dấu hiệu sinh tồn tốt, thí dụ như là mạch quá nhanh, nhịp thở quá nhanh hoặc là SpO2 thấp, thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta tiếp xúc với cơ sở y tế để chúng ta được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời. Những biện pháp ở nhà chúng ta có thể được giúp chúng ta nhưng nó không có hoàn hảo, thí dụ và nó không có đảm bảo chắc chắn. Tuy nhiên thì nếu chúng ta có khó thở, ở cái việc thay đổi tư thế thở, thay đổi tư thế nằm,
mình ngồi hoặc nằm, hoặc là ngồi thẳng hoặc là nằm sấp, thì những tư thế nào mình cảm giác là nó giúp cho chúng ta được thở dễ hơn thì chúng ta có thể thực hiện cái tư thế đó. Nhiều tài liệu hướng dẫn chúng ta có thể tập thở, hướng dẫn chúng ta nằm sấp. Tuy nhiên thì những bằng chứng khoa học nó chưa được chắc chắn lắm, và đối với nhiều người thì việc nằm sấp có thể làm khó thở hơn hoặc có thể làm cái triệu chứng nó nặng hơn. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta không có thể thay đổi được thì chúng ta nên là chúng ta có thể thử những tư thế này, nhưng mà nó không phải là đảm bảo 100%. Việc đảm bảo một giúp cho bệnh nhân phục hồi được, cách duy nhất trong tập này là phải được thở oxy, và nếu có điều nhà có điều kiện thở oxy là tốt, còn nếu không thì chúng ta phải và cho dù có điều kiện oxy thì chúng ta phải cũng gọi khẩn cấp, gọi ngay tới các cơ sở y tế để được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời. Đó là, tức là trong cái quá trình mà chúng ta bị thì chúng ta sẽ lưu ý đến cái cách thở như thế nào. Vậy thì bệnh nhân mắc COVID-19 trước khi trong cái thời gian mà điều trị tại nhà thì có cần phải có một cái khoảng thời gian luyện tập để khi mà mình bị thì mình có thể thích ứng liền với vấn đề đó không ạ? Rồi về vấn đề luyện tập thì chúng ta nên luyện tập lúc khỏe mạnh, giống như về dinh dưỡng tôi đã nói là nếu chúng ta đảm bảo dinh dưỡng trước khi chúng ta có bệnh đó. Khi mắc bệnh thì việc mà tập luyện nó có ít có giá trị. Chúng ta nên tập luyện trước khi chúng ta mắc COVID, chúng ta nên tập luyện sau khi chúng ta đã hết COVID và chúng ta phục hồi, để chúng ta phục hồi chức năng, chúng ta phục hồi sức cơ, phục hồi thở. Nhưng mà khi đang mắc COVID á thì theo nguyên tắc tất cả các bệnh tật chúng ta nên nằm nghỉ ngơi vừa đủ. Việc tập luyện quá mức nó sẽ làm mất sức của chúng ta, cái năng lượng chúng ta thay vì chống lại con virus thì năng lượng chúng ta bị tiêu hao trong hoạt động tập luyện. Vì vậy thì chúng ta không nên cố gắng tập luyện trong khi bị mắc nhiễm COVID-19. Chúng ta nên vận động mức độ vừa phải, thí dụ đi lại, thỉnh thoảng đi lại, có thể đi ra đường, ra ngoài cửa phòng để lấy thức ăn, có thể đi qua lại nếu chúng ta thấy tê chân tê tay, nhưng mà không nên tập luyện, không nên tập luyện với gắng sức. Và việc mà cử động thì là tốt. Vì sao? Vì những người bị nhiễm COVID-19 á, thì thường có khuynh hướng dễ bị đông máu, dễ hình thành cục máu đông. Việc đi lại vận động vừa phải giúp tránh được cái hình thành cục máu đông. Nhưng tôi nói lại một lần nữa là không nên tập luyện giống như chúng ta tập thể thao, điều đó không có giúp tốt cho sức khỏe. À, vâng ạ, à, vậy thì chắc chắn là người bệnh cũng sẽ có thể nắm được những thông tin đến từ bác sĩ rồi. Dạ, vừa nãy giờ thì đã có rất là nhiều câu hỏi được gửi đến cho bác sĩ. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy có một câu hỏi mà bản thân mình cũng khá là ấn tượng từ nãy đến giờ, đến từ luồng live của kênh MCVTV của bạn Anh Thoại. Anh hỏi là hiện tại thì gia đình của tôi có 6 người, trong đó có ba mẹ già và vợ tôi thì đang mang thai, cùng với con gái 2 tuổi. Vậy thì hiện tại hai thành viên trong gia đình của tôi thì đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Vậy thì bác sĩ có thể cho tôi hỏi là trong gia đình tôi phải điều trị tại nhà thì tôi sẽ phải lưu ý gì trong việc chăm sóc con nhỏ, cũng như là vợ tôi đang mang thai và ba mẹ tôi là người lớn tuổi. Cảm ơn rất nhiều về cái câu hỏi này. Thì ở đây tôi tóm tắt lại một cái tình huống, đó là hai người nhiễm SARS-CoV-2 tức là bị COVID-19, trong khi trong nhà thì có ba người có nguy cơ, đó là ba bố mẹ già, đó là người vợ có thể mang thai và có đó là bé nhỏ. Thực ra thì đứa trẻ nhỏ thì thường cái nguy cơ nó bị chuyển sang COVID-19 nặng thì thấp, nhưng mà vì nó là trẻ con chúng ta cũng phải quan tâm, đúng không? Vì đó là người lớn tuổi, trong nhà thì có cái nguy cơ rất là cao. Nếu tôi có thể có lời khuyên thì trong trường hợp mà có nhiều người có nguy cơ cao trong nhà như vậy thì những người nhiễm COVID-19 nên được cách ly và chăm sóc điều trị tại cái khu cách ly tập trung, thường là tại các cái cơ sở chăm sóc điều trị COVID-19 tại cộng đồng. Ở một số quận huyện đã có những cái điểm này, thì qua đó cái người được chăm sóc, người nhiễm COVID-19 cũng được chăm sóc tốt hơn và cái nguy cơ phơi nhiễm ở trong nhà cũng ít hơn. Điều này là cực kỳ quan trọng, đó là nếu cá nhân tôi là như vậy. Còn nếu trong trường hợp mà gia đình cảm thấy rằng là không thể tìm được cơ sở chăm sóc và điều trị COVID-19 tại cộng đồng phù hợp thì có thể tại ở nhà, nhưng mà về nguyên tắc một lần nữa đó là phải thực hiện đúng 5K trong gia đình, đó là người đó hai người bị nhiễm phải ở phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng, phải được khử khuẩn phù hợp, tất cả thực hành phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với tất cả những người còn lại.
và mọi cái liên hệ thì liên hệ online và cần phải theo dõi sức khỏe của nhà và những người bị nhiễm COVID-19 để có thể có khai báo y tế phù hợp, có những hỗ trợ và cấp cứu khi cần thiết. Nhưng tóm lại, có người có nguy cơ cao thì nên là để những người đấy nằm ở những cái điểm cách ly tập trung cộng đồng để tránh phơi nhiễm cho người trong nhà, trừ khi cái nhà khá rộng để mình có thể an tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến bác sĩ một câu hỏi của bạn Lê Văn, đến từ fanpage của bạn muốn hẹn hò của trên nền tảng của MCV Media. Chúng tôi sẽ gửi đến bác sĩ, đó chính là các giai đoạn của một liệu trình điều trị COVID thì cái khoảng thời gian nào sẽ là thời gian quan trọng nhất mà người bệnh cần phải chú ý ạ? Nếu mà một người bị nhiễm COVID-19 thì cần phải quan tâm tất cả các khoảng thời gian, bởi vì biến cố lúc nào cũng có thể xảy ra. Ngay cả khi một người mình mới có cảm thấy có triệu chứng, tuy nhiên thì nhiễm COVID-19 có thể có từ trước, phải không? Cho nên là chúng ta đã có thể khả năng diễn tiến rất là nhanh rồi. Cho nên là lúc nào chúng cũng phải quan tâm và cảnh giác, phải không? Cảnh giác về lây nhiễm và dự quan và cảnh giác diễn tiến nặng. Tuy nhiên thì theo thống kê, từ lúc mà bắt đầu có triệu chứng cho tới lúc mà cái bệnh mà chuyển phát nặng thì thường từ ngày thứ 4 tới ngày số 7. Nếu trong những ngày đó mà chúng ta có cái miễn dịch tốt thì thường là những ngày đó thì cái triệu chứng nó giảm dần và sau bệnh nhân cũng sau đó thì phục hồi và tải lượng virus giảm đi. Nhưng mà những cái người mà có sức đề kháng kém thì trong khoảng 4 ngày đầu tiên mắc bệnh thì sẽ dẫn tới cái hình thành những tổn thương viêm phổi, và tới cái ngày 4 và ngày 7 thì nó sẽ trở nên nặng và bệnh nhân dễ bị suy hô hấp. Vì vậy chúng ta nếu phải cảnh giác thì tập ngày thứ 4 tới ngày thứ 7 chúng ta cần tập trung cảnh giác nhiều hơn. Vâng ạ, sẽ có những khoảng thời gian vàng để cho chúng ta cần phải chăm lo cũng như là chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn trong cái khoảng thời gian chúng ta trở thành F0 và điều trị tại nhà. Như lúc nãy bác sĩ có chia sẻ thì khi mà người bị nhiễm F0 và đang điều trị tại nhà thì chúng ta có thể tập thể dục nhưng mà chỉ ở một cái mức độ vừa phải thôi. Vậy thì ở đây có một câu hỏi của bạn Nguyễn Thiên An đến từ fanpage bé yêu, thì bác sĩ có thể cho tôi hỏi trường hợp nào khi mà bị triệu chứng mắc COVID-19 không rõ ràng thì có thể kết hợp tập thể dục, và bạn ấy có hỏi là nếu như bạn ấy muốn tắm rửa và vệ sinh bằng nước ấm và uống nước ấm và xịt miệng bằng nước muối thì có thể khỏi được không và có thể tự khỏi cũng như là tăng sức đề kháng được hay không ạ? Cái việc mà tắm bằng nước ấm, phải không? Rồi súc miệng bằng nước ấm và bằng nước muối thì đó là một cái thực hành rất là tốt cho hầu như cho tất cả mọi người, dù có nghi ngờ nhiễm COVID-19 hoặc là đang nhiễm COVID-19. Việc tắm rửa sạch sẽ và nước ấm thì giúp chúng ta giữ gìn năng lượng, phải không? Và để như vậy thì cái chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn và dễ lành bệnh hơn. Nhưng mà điều nó không bảo đảm là chúng ta sẽ khỏi lành bệnh. Vì vậy thì dù chúng ta làm thực hành như thế, chúng ta vẫn phải theo dõi sinh hiệu, tức là theo dõi nhịp thở, nhịp tim, huyết áp và SpO2 vân vân và thân nhiệt, chứ không chỉ tin vào đó rồi nói rằng chúng ta sẽ khỏe nha. Tóm lại đó là thực hành tốt nhưng mà không đảm bảo khỏi hẳn 100%. Vừa rồi thì bác sĩ đã có những câu trả lời cũng như là chia sẻ rất là sâu sắc. Bây giờ thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều khán giả đã gửi thông tin đến cho chương trình, và trong cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là điều trị COVID tại nhà cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Dũng. Và những cái câu hỏi của khán giả ngoài chủ đề như là về vaccine, về biến thể Delta thì sẽ được trả lời trong các buổi livestream tiếp theo trên kênh MCV Media, MCTV và Adnet Love. Quý vị hãy theo dõi chương trình của chúng tôi thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với phần câu hỏi của bác sĩ. Có một khán giả tên là Thành Đạt đã gửi đến bác sĩ câu hỏi, đó chính là sau khi mà bị mắc COVID-19 thì sau 14 ngày không còn triệu chứng gì thì có thể được coi là khỏi bệnh chưa ạ? Và có cần phải cách ly thêm 7 ngày nữa để có thể quay trở lại cuộc sống cũng như là sinh hoạt bình thường không thưa bác sĩ? Sau 14 ngày mà nếu chúng ta không có triệu chứng gì cả, không có sốt, không có ho vào trong vòng 24 giờ trước thì coi như chúng ta đã lành bệnh rồi. Thì các hướng dẫn quốc tế cho phép bệnh nhân đó không cần phải được không đòi hỏi phải cách ly thêm. Riêng đối với trong tình hình Việt Nam thì chúng ta cẩn thận hơn, thì chúng ta cần xét nghiệm và sau khi xét nghiệm xong âm tính thì chúng ta không cần phải cách ly nữa và chúng ta có thể trở lại cộng đồng.
Vậy thì người bệnh cần có phải lưu ý về một cái chế độ ăn uống chăm sóc sức khỏe như thế nào hay không, hay là họ sẽ được quay trở lại với những bữa ăn bình thường và không cần phải chú ý quá nhiều về kiêng khem ạ? Theo tôi thì hiện nay không có bằng chứng nào nói rằng là chúng ta sau khi quay khỏi Covid-19 chúng phải ăn một thức ăn nào đặc thù để chúng ta có bổ dưỡng sức khỏe. Về cơ bản thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là ăn đủ các cái chất dinh dưỡng khác nhau, cân đối, và nếu chúng ta bị sụt cân trong thời gian mắc bệnh thì chúng ta nên ăn uống thêm cái số lượng năng lượng để chúng ta phục hồi cái lượng cân mất đi mà thôi. Chỉ có một điều duy nhất, đó là khi mà chúng ta sau khi bị nhiễm Covid-19 thì thường là cái cơ quan hô hấp chúng ta bị yếu, thì chúng ta nên tập thở, tập luyện lại để chúng ta phục hồi chức năng hô hấp cũng như các chức năng của cơ nếu chúng ta bị nằm bệnh bệnh và chúng ta nằm trong thời gian dài. Vâng ạ, thêm một câu hỏi đến từ các khán giả đang xem live stream trên Adnet Lab, đó chính là chế độ dinh dưỡng khi mà bị nhiễm COVID và điều trị tại nhà thì cần phải tránh những thực phẩm nào thưa bác sĩ? Tất cả những thực phẩm nào mà khó tiêu và thì chúng ta không nên dùng. Còn tất cả thực phẩm nào mình thấy đều người bệnh thích ăn thì mình có thể cho ăn được cả. Những thức ăn khó tiêu, ví dụ như có nhiều dầu mỡ, những thức ăn mà không được bảo quản kỹ thì lúc đó nó có thể xảy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu không bảo quản kỹ nó có thể ôi thiêu, có thể ngộ độc phẩm, thì chúng ta tuyệt đối chúng ta giữ cái đảm bảo đó, bởi vì ngộ độc phẩm là nguy hiểm nhưng nó càng nguy hiểm hơn khi bệnh nhân đang bị bệnh nhiễm Covid-19. Đó là điều nhất. Điểm thứ hai là những thức ăn khó tiêu, ví dụ như là vì khi chúng ta đang bị bệnh nhiễm virus thì cơ thể chúng ta, cái máu chúng ta, cái sức lực chúng ta nó tập trung vào những cái cơ quan khác, cái đường tiêu hóa chúng ta rất ít được nuôi dưỡng, cho nên nó sẽ chậm tiêu hơn bình thường. Cho những thức ăn khó tiêu có nhiều dầu mỡ thì chúng ta không nên ăn nhiều. Vâng, xin cảm ơn ạ.